Tiếng Anh đời thường versus tiếng Anh đi làm. This dish tastes delightful, I assure you. Wait, what? Are you dead ass? No cap? Yeah, for real, bro. I swear to God. Are you sure about this information? Affirmative. I can confirm that it's true. Here's the statistics. Respectfully, that's lit AF, my bro. You finna be a walking W. Damn! Wow, your performance this month is astounding. Keep working like this and you'll be successful in no time. Không biết là các bạn đi làm thì có được nói tiếng Anh như đời thường không nhỉ? Nếu như mà các bạn đang tìm một cái nơi để học tiếng Anh dành cho người đi làm ấy, hãy đến với Aten English. Ở đây có khóa học 3 giảng viên kèm cho một học viên, cam kết giao tiếp thành thạo sau 80 giờ học và đặc biệt là lộ trình được cá nhân hóa theo cái công việc mà học viên đang làm luôn. Kèm theo đó là bảo hành học lại miễn phí trọn đời nếu như chẳng may mà bạn mất đi kỹ năng tiếng Anh của mình do lâu không sử dụng đến chẳng hạn.